Tài Linh xuất hiện ở đám tang nghệ sĩ Ngọc Đàng tại Mỹ, đồng nghiệp xúc động về quanh. Tất cả các nghệ sĩ đều vô cùng bất ngờ khi thấy Tài Linh xuất hiện vì cô đã lâu rồi không xuất hiện hay diễn khi các chương trình tại sự kiện chung của giới nghệ sĩ. Mới đây, trong lễ cúng thất tuần thứ hai của nghệ sĩ Ngọc Đàng, khi còn sinh thời như Tuần Châu, Cẩm Thu, Hồng Loan, Bảo Lộc, đều có mặt từ sớm để lo liệu cho đàn chị một cách đầy đủ nhất. Được biết, nghệ sĩ Ngọc Đàng sống ở Mỹ một mình, không được người thân thích nên khi bà qua đời, anh chị em nghệ sĩ cải lương đều chung tay góp sức, tiền bạc để lo liệu cho hậu sự của bà. Khi còn sống, nghệ sĩ Ngọc Đàng là người vui vẻ, cởi mở và thường xuyên đi diễn cùng các nghệ sĩ cải lương khác nên được đồng nghiệp, đàn em yêu quý, ai cũng xót xa và thương tiếc khi hay tin bà qua đời. Ngoài những nghệ sĩ cải lương thân thiết đến dự lễ cúng tuần lần thứ hai cũng có nhiều nghệ sĩ khác như Quang Thành, Hoài Tâm. Đặc biệt hơn cả, trong lễ cúng thất này còn có sự hiện diện của nghệ sĩ cải lương Tài Linh, nổi tiếng đình đám một thời. Tất cả các nghệ sĩ đều vô cùng bất ngờ khi thấy Tài Linh xuất hiện vì đã lâu rồi cô sống ẩn dật, không đi diễn hay tham gia các sự kiện chung của giới nghệ sĩ. Sau khi thắp hương và cúng lễ xong, Tài Linh ra về thì được các nghệ sĩ về quanh mình để hỏi han, trò chuyện, ai cũng hào hứng xúc động, tay bắt mặt mừng khi gặp lại hai nữ nghệ sĩ cải lương tài danh một thời, nghệ sĩ Tuần Châu. Tôi nghe chị Tài Linh từ nhỏ và mê chị lắm, lâu rồi chị Tài Linh mất tích, bây giờ mới được gặp lại chị, xúc động vô cùng, nghệ sĩ Cẩm Thu thốt lên. Tôi không nhận ra chị Tài Linh, nghe tiếng mới biết là chị, nghệ sĩ Hoài Tâm cũng chạy về để nói chuyện với nghệ sĩ Tài Linh. Về phía mình, nghệ sĩ Tài Linh khá vui vẻ khi được gặp lại các đàn em đồng nghiệp một thời. Tuy nhiên vì đã rời xa sân khấu và ngại ống kính nên cô nhất định không chịu bỏ khẩu trang cùng mắt, khiến khán giả tiếc nuối vì không được nhìn thấy khuôn mặt của nữ nghệ sĩ. Tài Linh cho biết chồng chị vẫn đi làm nên cô phải nhờ người chở tới lễ cùng. Ở tuổi 66, nghệ sĩ Tài Linh nhìn khá giản dị mộc mạc. Nghệ sĩ Tài Linh tên thật là Huỳnh Thị Phú Nhuận, sinh năm 1956 tại Sài Gòn, trong một gia đình có 7 anh chị em, với 3 người là theo đuổi nghệ thuật. Chị cô là nghệ sĩ Tài Lương, đoàn cải lương Sài Gòn 3. Tài Lương đã cùng với chồng là nghệ sĩ Minh Tâm có dịp định cư tại Pháp từ hồi tháng 5 năm 1981. Còn cô em gái tên là Huỳnh Trung Đức, nghệ danh là Trí Linh, vợ của Trí Linh là nghệ sĩ Tài Vân Hà, em gái của soạn giả Vân Anh. Tài Linh là nghệ sĩ đa tài, thành công ở ca cổ nhạc, tân nhạc và tấu hài, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cải lương. Tên tuổi Tài Linh gắn bó với thời kỳ rực rỡ của bản băng đĩa hình ảnh cải lương ở thập niên 90, trong đó series Mưa Bụi cô tham gia do nhạc sĩ Minh Vi sản xuất gây nhiều dấu ấn khiến khán giả Việt Nam một thời bấy giờ ái mộ. Năm 2004, Tài Linh sang Mỹ định cư cùng chồng và hai con, nhưng thời gian đầu ở Mỹ cô sống bằng nghề làm móng ở Victorville. Năm 2008, gia đình Tài Linh dọn về Huntington Park, thành phố ven biển nằm ở khu Santa Ana, trong trung tâm của cư dân Việt. Tại Mỹ, Tài Linh được rất ít người đi hát và hiện tại gần như ngừng hát để tập trung cho tiệm móng của gia đình, vì vậy cả gia đình và nghệ sĩ đều rất ít khi được gặp cô. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.